Thân mến, chào các em. Tuần trước thầy đã đề cập đến hàm của các phân phối, hàm của các phân phối. Thì phần này thực ra là phần khó đối với chương này, vì nó đòi hỏi ta phải nhớ những cái kiến thức về biệt tích phân, về cách lấy đạo hàm, cách lấy tích phân đấy. Thì mong phần này các em ôn tập lại, nếu có hỏng về các kiến thức vi tích phân, hàm một biến, hàm hai biến và kể cả đại số tuyến tính thì mấy em phải tự ôn để phần này chúng ta học tốt hơn. Kỳ trước chúng ta đã dở dang cái bài toán phức tạp đấy, hôm nay thầy nhắc lại đề bài và chúng ta cùng giải nhé. Mời các em nhìn lên màn hình. Cái đề là như vậy các em. Đề là như vậy. Hôm đó thầy đề nó hơi dài nhé. Đề hơi dài và phức tạp. Thì nó lại nào. Cái hàm nó cho là như vậy. Fx là bằng 3 chia cho 65 x bình nhé. Trong khoảng x từ trừ 1 cho đến 4. Câu A chứng minh là hàm mật độ. Câu B xét y bằng 2x bình, tìm hàm mật độ của y nhé. Câu C tính xác suất để y rơi trong khoảng 1/2, 3/2. Câu D tính xác suất để y lớn hơn 1. Câu E tính xác suất để y lớn hơn 2. Và câu F tìm hàm phân phối của y. Thì hôm đó thầy đã giải dở dang câu này đúng không? Thầy vẽ lại cái hình để các em tưởng tượng nhé tí. Tại vì cái bài này nó phức tạp là ở đây x cho âm này các em, x có âm nhưng mà y lại dương, y như vậy lại là giá trị dương đấy, cho nên phức tạp cái này. Cho nên ta phải chia làm hai đoạn, cái đoạn mà y đi từ 0 cho đến 2 đây nè, đây là 2 nè, 2 tại vì ta thế 1 vào đây, x bằng 1 thì y bằng 2, tức là cái đoạn này là 2 nè các em nhá. Ở đây là 0, còn này là tung độ là bằng 2 nhá. Còn nếu mà x lớn bằng 4, x bằng 4 thì y sẽ bằng 3/2, 32 chứ, 32 phải không? Đó, tức là 4 ta nhân lên, 4 nhân lên thì đây là 16, nhân 2 lên là 32. Như vậy cái tung độ đây sẽ là 32 nè các em, cái đỉnh chót của nó ở đây nè. Đó, như vậy ta phải phân tích ra nhá. Câu đầu tiên thì đơn giản, thầy đã nói rồi ở tuần trước. Câu này thì chỉ cần lấy tích phân thôi để cho nó bằng 1 để chứng tỏ đây là hàm mật độ. Câu B, hàm mật độ của y ta phải phân tích ra làm hai đoạn, một cái đoạn là y từ 0 cho đến 2 và một cái đoạn là y từ 2 cho đến 32. Y từ 0 cho đến 2 thì tương ứng x từ -1 cho đến 1. Y từ đi từ 2 cho đến 32 thì x đi từ 1 cho đến 4. Nhớ nha. Bây giờ ta xét khoảng ngày trước, ta lấy đạo hàm, ta lấy vi phân để ta tìm ra cái hàm mật độ của y là như vậy. Cũng một cái thủ thuật như cũ nhá. Thầy viết F lớn của y tại vì thầy muốn tìm hàm mật độ của y mà. Thì đây, dấu bằng này là định nghĩa, còn dấu bằng này là thế y bằng 2x bình vào. Lấy căn bậc 2 của hai vế chia số 2 này trước xuống, phải không? Và ta lấy căn hai vế và nhớ đây có x âm nha. Y thì dương thì không nói rồi. Nhưng mà đây là có x âm cho nên là ta phải có trị tuyệt đối. Rồi ta giờ ta phá vỡ cái trị tuyệt đối này đi. Nếu mà x dương thì là nó như bình thường bên này, còn nếu x âm ta phải để là trừ x ở đây nha, còn dấu bất đẳng thức này vẫn không thay đổi. Rồi, ta tiếp tục nè. Giờ ta lấy đạo hàm theo biến y nhỏ nhé. Biến y nhỏ nhá. Ở đây có hai nhánh để ta lấy đạo hàm. Lấy đạo hàm. Trước khi lấy đạo hàm đó thì ta chuyển nó về để nó ra được cái hàm phân phối trước. Cái này thì ra đúng là hàm phân phối rồi, theo đúng định nghĩa rồi. Tại vì là dấu nhỏ mà, dấu nhỏ hẳn, đúng không? Còn cái biến này đó, ta phải sửa lại. Tại vì muốn lấy hàm phân phối thì phải là x chứ không thể nào trừ x. Ta chuyển sang, ta đổi biến một tí, ta biến đổi đó,
ta biến đổi x lớn hơn trừ cái này, đúng không? Và cái này thì là ta viết lại như vậy là để cho x nhỏ hơn cái này đó, để cho x nhỏ hơn thì ta dùng cái gì nào, cái biến cố đối lập. Thầy đã nói là lấy 1 trừ cho p của x nhỏ hơn trừ cho căn của y chia 2. Đấy. Cái này thì không có gì thay đổi đúng không các em? Này thì là đúng định nghĩa của cái hàm phân phối. Nhưng cái này đó ở đây nó vướng cái này trừ x, ta phải biến nó về x cái đó, x lớn hơn cái này. Nhưng mà nhớ hàm phân phối thì là hàm tính từ trái sang phải, cho nên là ta phải tính x nó nhỏ hơn cái gì đó thì mới được. X nhỏ hơn thì ta dùng biến cố đối lập là 1 trừ cho x nhỏ hơn. À, 1 trừ cho x nhỏ hơn nhá. X đang lớn hơn cái này là lấy 1 đây nè, 1 trừ. Như vậy cái thành phần này nè, có 1 trừ thì nó thay thế cho thành phần này đó các em. Rồi, đến đây ta mới lấy đạo hàm theo biến y của hai vế. Cái này nha, như vậy là ta lấy đạo hàm vế bên trái là cái thì di chuột đây, còn vế bên phải là cái lớn này đây thì di chuột đây. Bắt đầu lấy đạo hàm đây theo biến y nha, ta có nào. Bây giờ thầy gọi đạo hàm của biến y lớn này thì ra là d nhỏ y nhá. D nhỏ y chính là hàm mật độ, thầy gọi là hàm mật độ của biến y chính là d nhỏ y. Rồi, đây đạo hàm của nó. Lấy đạo hàm đầu tiên, lấy cái này thì không gì vất vả, phải không? Lấy cái này thì chính là f nhỏ x của căn bậc 2 của y. Nhớ, lấy thêm cái đạo hàm hợp của cái biến bên trong này nè, của cái anh này nè, thì nó là 1 chia cho 2 căn 2x căn 2y. À, số 1 này lấy đạo hàm thì bằng mấy các em? Bằng 0 rồi. Thì biến y này bằng 0. Rồi, dấu trừ lấy đạo hàm nhá. Phức tạp cái này nè. Đó, phức tạp cái này. Giờ lấy đạo hàm dấu trừ này thì vẫn để nguyên. Đạo hàm của p x nhỏ hơn thì là f x lớn. Biến số thì vẫn thế. Biến số là trừ căn y chia 2. Nhưng lấy thêm cái đạo hàm hợp của anh này nữa. Đây có dấu trừ cho nên đây có dấu trừ. Và anh này y chang như bên này nhưng mà có thêm dấu trừ ở đây thôi. Và ta nhớ một điều. Tại sao bằng cái này? Tại sao kết quả này hai cái này cộng lại là bằng với cái này? Hả kìa? Tại sao như vậy? Vì hàm, coi lại cái đồ thị, coi lại cái hàm đây nè, cái hàm mật độ của fx lớn đây nè. Mật độ của fx lớn đây nè. Đó. Phải không? Đây là hàm đối xứng, đây là hàm đối xứng qua trục tung. Đây nè, hàm này là hàm đối xứng qua trục tung chứ gì nữa, phải không? Như vậy f lớn là hàm đối xứng, cho nên là fx f trừ x bằng fx f trừ x. F này nhá, f là 3 chia 65, x bình là hàm đối xứng, như vậy f trừ x bằng fx thôi. Rồi, như vậy là f trừ x bằng fx, còn dấu trừ này với dấu trừ này là dấu cộng. Và nó giống nhau cho nên nhân 2 lên. Như vậy chẳng qua là hai cái này cộng lại là nhân 2 lên, nhân 2 thì nó mất cái anh 2 này đi, nó chỉ còn anh này thôi. Đó, phức tạp nhá. Thì để lại cho các em ghi nè, cái ví dụ này nó hơi khó một tí. Đó. Vậy cuối cùng trong cái đoạn này thì hàm mật độ của nó chính là cái này. Rồi bây giờ ta thế vào thôi. Bây giờ ta thế vào f của ta là cái này rồi. Biến ở đây là biến x. Bây giờ ta thế biến ở đây là căn của y chia 2, nhân thêm cái này nữa là xong. Đó, giờ fx làm đối xứng qua trục y như nãy thầy nói. Cho nên ta nhớ lại cái kết quả nó nha. Kết quả như vậy là chính là cái này nha. Như vậy trong cái đoạn này nè, trong cái đoạn y từ 0 cho đến 2 thì cái gi của ta, hàm mật độ của gi của ta chính là cái này. Tí nữa thầy thế vào. Bây giờ khoan thế vào. Bây giờ thầy tính cái đoạn thứ hai, tức là y lớn hơn 2 và nhỏ hơn 32 thì tương ứng với x nằm trong khoảng 1 cho đến 4 nhé. Tiếp tục nào. Đó. Làm tương tự, ta có gi chính là cái này.
làm tương tự nha, làm tương tự, nhưng mà ở đây thì nó lại vì nó dương hết, y nó dương, x nó cũng dương, cho nên cái phần mà hồi nãy mình phải chia hai nhánh, giờ mình chỉ có một nhánh thôi, một nhánh thì không có nhân đôi lên, cho nên nó vẫn còn cái kết quả trước á, kết quả trong cái đoạn mà từ y từ 0 cho đến 2 đó thì ta thấy là nó mất số 2. Bây giờ trong cái kết quả này y dương x dương, cho nên là không chia nhánh ra làm gì, thì không chia nhánh nó chỉ có một nhánh thôi, cho nên nó vẫn còn cái này đó, và như vậy là dư y chính là cái hàm này. Như vậy nhá, tổng hợp lại như vậy y có hai đoạn để ta tính hàm mật độ là như sau. Dư trong cái đoạn y từ 0 cho đến 2 đó thì dư nó chính là cái này. Thế vào thôi. Nhớ là hàm này nhá. Hàm này ở trong cái đoạn dương này nè thì nó y chang. Bây giờ mình chỉ thế căn này thôi. Căn căn của y chia 2 bình phương lên, nhớ cái hàm của ta là 3 chia 65 của x bình, ta bình phương này lên thì nó ra là y chia 2, bình phương anh này nè, đúng không? Và nhân thêm cái đoạn này nữa là xong, nhân thêm cái lượng này nữa là xong. Như vậy đối với phần dương thì không có gì hợp lý từ cái này nhá. Còn đối với phần mà âm x âm á, thì là y nó nằm trong khoảng 0,2 đó, thì nhớ là nó có cái này thì vẫn bình phương lên là cái này, nhưng mà ở dưới thì nó không có số 2, nó là 1 chia căn 2 là xong. Cái này là ta thế vào đó các em, thế cụ thể cái hàm fx của ta thì ta được dy là cái này. Như vậy tóm lại cái hàm dy chính là cái hàm này, phức tạp phải không các em? Thêm một cái lượng này nữa đó, đó phức tạp. Và giờ thầy vẽ cái hàm y này, hàm y này đó là cái hàm nó không liên tục các em, cái hàm mật độ dy này nó không liên tục. Trong cái đoạn 0,2 thì nó là cái hàm, một cái hàm y chia cho căn y, nó là một cái hàm như vậy, một cái đường cong. Y ở dưới là căn y này, như vậy là cuối cùng ở trên là hàm căn, hàm căn thì nó hàm của cái đường cong đúng không? Dưới này cũng vậy, y chia cho căn y nó cũng là đường cong, nó đường cong này, nhưng mà nó bị cái gián đoạn tại cái điểm gì đây các em? Tại cái điểm 2 này nè, đây 0, 5 cho đến 32 này. Thì đây là cái hoành độ nó là 2 đấy, nó bị gián đoạn các em. Nhưng một điều là ta vẫn có thể kiểm tra đây là hàm mật độ bằng cách là diện tích, ta tính cái diện tích của cái đồ thị này nó cũng bằng 1. Thử lại nè, thì thử lại nè, thử lại nhá, lấy tích phân đi từ 0 cho đến 32, ở đây là từ 0 cho đến 32 các em, của cái đồ thị này nó phải bằng 1, của cái hình này nè phải bằng 1, diện tích nó phải bằng 1 đấy. Để các em xem nhá, lấy đồ thị nhá, lấy đồ thị thì cái này là thực ra là nó là đơn giản thôi, ở đây nó là số, hằng số thầy mang ra ngoài, ở đây nó chỉ còn có căn y, y chia cho căn y thì nó là căn y đấy hả. Và phải chia làm hai đoạn nhá, rồi chia hai đoạn, ở trên là hai nhánh thì phải chia làm hai đoạn như vậy, từ 0 cho đến 2 và từ 2 cho đến 32, thì cuối cùng tính tích phân. Em có thể bấm máy, phần này rất đơn giản phải không các em? Em có thể bấm máy để thử lại cả cái diện tích của đồ thị này nó bằng 1. Các em ghi lại một nhá, các em ghi lại một tí rồi về nhà các em thử 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 đây chính là mật độ bằng cái biểu thức xanh này thầy tính đây. Đấy. Bây giờ ta tiếp tục nào, tiếp tục những câu còn lại nhé. Câu C, như vậy là câu B ta đã tìm đã được hàm mật độ của y rồi, nó hai chia làm hai nhánh và đồ thị thầy cũng đã vẽ nhá. Bây giờ ta tính y, xác suất y rơi trong khoảng này có hai cách tính các em ạ. Cái tính thứ nhất là ta lại đưa về dạng biến ngẫu nhiên x để ta tính, thế y này bằng 2x bình, 2x bình và ta chia cho 2, chia cho hai hai bên thì nó ra được cái biểu thức này, đúng không? Nhá, ta chia cho 2 và ở đây đây lấy căn đó, đây nó lại phức tạp là ta phải lấy căn bậc 2, lấy căn bậc 2
như là hồi nãy thầy làm. Lấy căn bậc 2 thì ở đây tại vì x nó âm cho nên là ta phải lấy căn bậc 2 thành hai cái đoạn đối xứng hai bên. Một cái đoạn là 1/2, lấy căn bậc 2 nè, lấy căn bậc 2 nè. Đoạn này thì hợp lý rồi. Còn cái đoạn mà x âm thì ta phải đổi lại, ta phải đổi cạnh này lại. Một cái là trừ căn 3 chia 2, một cái là trừ 1/2, đúng không? Và x ở đây, x ở đây nó âm đó các em, x đây nó dương. Và như vậy vì hai cái đoạn này như thầy đã nói, x cái hàm mật độ của x á, nó là cái hàm đối xứng, tại vì nó là 3 chia cho 65, đúng không? 3 chia cho 65 x bình, cho nên nó đối xứng qua cái trục tung. Và như vậy là hai cái đoạn này lấy xác suất của nó là thực ra nó cũng bằng nhau vì nó đối xứng, cho nên nó bằng hai lần p của 1/2 của x rơi trong cái khoảng dương. Và như vậy ta tính tính ra nha, ta tính ra tính cái này ra là bằng hai lần nè. Ở cái này ta dùng công thức Newton-Leibniz thì đã nói rồi, tích phân đi từ cuối đầu, cuối là 1/2, đầu là căn 3 trên 2. Thế cái hàm f nhỏ x bằng cái hàm này vào. Thế vào và ta lấy nguyên hàm, thế cận vào thôi. Cái phần này thực ra các em nên bấm máy. Trên màn hình thầy tính toán để cho nó ra một cái số đẹp. Một cái số đẹp có căn là số đẹp. Còn đối với bài thi các em chỉ cần đến đây thôi, các em bấm máy thì sẽ ra kết quả, nó ra là số lẻ, kệ nó, tại vì ta chỉ cần cái kết quả thôi mà, thấy không? Hiện nay công cụ tính toán thì các thầy cũng không đòi hỏi các em phải nhớ nguyên hàm rồi lấy tích phân phức tạp, làm sao các em hiểu được thuật toán mà các em biết cách dùng các công cụ tính toán hiện đại để các em tính toán. Ở đây các em bấm máy để ra kết quả nhé. Còn thầy tại vì vì số đẹp dạy ở trên truyền hình là số nó phải đẹp thì phải tính ra, tính cụ thể ra nhé. Như vậy câu C có hai cách nhá. Cách thứ nhất là thầy đưa về biến x thì nó phức tạp, nó phải chia làm hai đoạn. Còn giờ ta dùng ngay cái biến y luôn, ta dùng ngay cái biến y nhá. Hay hay có thể tính như vậy này, dùng ngay cái biến y, hàm y của ta nhớ là đi từ 0 cho đến 2, từ 0 cho đến 2, từ 0 cho đến 2. Ở đây từ 1 1/2 cho đến 3/2 vẫn nằm trong đoạn từ 0 cho đến 2, cho nên ta dùng cái nhánh của cái từ 0 cho đến 2 thôi. Nhánh của 0 đến 2 chính là cái này, nhớ không? Có số 2 ha, ở đây không có số 2 nhá. Và ở đây ta lại một lần nữa ta bấm máy, cạnh dưới là 1/2, cái này 3/2, đơn giản ta bấm máy thôi, ra số gì đó là kết quả của nó. Vậy có hai cách làm nhé, câu C có hai cách làm. Thực ra là thầy muốn so sánh hai cách để các em thấy cái sự phức tạp của cái bài toán. Còn khi mà đã ra đến đây rồi thì tội gì ta phải làm cách hai, phải không? Cách hai này để các em kiểm chứng lại, để các em thấy cái sức mạnh của cái ta muốn dùng biến nào cũng được. Trong trường hợp biến x thì phức tạp quá, đúng không? Để mình thấy được cái sức mạnh của cái biến y. Khi ta đã tìm ra được y, ta tìm thẳng từ y luôn, không phải thông qua cái biến x nữa. Biến x là dễ lầm cái đoạn này lắm nè các em. Lấy căn bậc 2 các em thường là các em chỉ lấy có đoạn dương, đoạn âm các em bỏ. Thì cái đây là sai sai lầm của sinh viên. Đấy. Tiếp tục nhá. Như vậy ta qua câu D nào. Câu D là gì? Tính y lớn hơn 1, xác suất để y lớn hơn 1. Phần này nó không đối xứng các em ạ. À. X bình lớn hơn, thầy lấy căn bậc 2. Lấy căn bậc 2 thì là x bình lấy căn lên đó thì x phải lớn hơn -1 và nhỏ hơn -1 chia căn 2. Còn bên này đó, tại vì ở đây là mình lấy lớn hơn mà, cho nên là x phải nhỏ hơn 4. X nó đi từ -1 cho đến 4, đúng rồi. Đúng không? X phải nhỏ hơn 4 và lớn hơn 1 chia căn 2. 1 chia căn 2 đúng nhá. Còn bên này đó nó là -1 chia căn 2. Và bên này là x nó phải
lớn hơn cái trừ 1 là cái cận cuối cùng, cái cận cuối cùng của cái biến x ấy. Đấy. Đây. Dấu bằng này đó là phải phân tích ra làm hai nhá. Một cái trừ 1, cái trừ 1 chia căn 2 và cái 1/2 cái 4. Đây. Như vậy là ở hai đoạn này ta phải lấy tích phân ở hai đoạn trừ 1 cho đến trừ 1 chia cho căn 2. Đây là 1 phần chia căn 2 đến 4. Lấy tích phân ra, bấm máy thôi các em. Bấm máy. Bấm máy để ta có là như vậy. Cuối cùng là 1 chia trừ cho căn 2 chia cho 130. Câu D. Hơi khó. Câu D nếu mà ta chuyển về biến x thì chú ý ở cái này dễ lầm. Ta phải chú ý là nhìn vào cái đồ thị thì ta phải rõ được cái phần này, x lớn hơn 1/2, x lớn một hơn 1/2 nhá. Nhìn vào cái đồ thị ban đầu thầy vẽ đó thì ta phân tích dễ ha, còn ở đây dễ bị sai, dễ bị sai. Như vậy là x lớn hơn trừ 1 nè, x lớn hơn 1/2, x bình lớn hơn 1/2 đó, thì phân tích bằng cái đồ thị thì dễ hơn đúng không các em? Phân tích bằng đồ thị thì dễ hơn. Bây giờ ta tính thẳng biến y thì đơn giản hơn. Tính thẳng biến y thì rất đơn giản. Ở đây thầy là muốn làm phức tạp hóa, tức là tính qua cái biến x thì chú ý dễ sai cái phần này. Tính qua biến y thì đơn giản phải không các em? Y lớn hơn 1 thì y mình tách ra làm hai khúc, một khúc là 1/2, 1 cho đến 2, một cái là 2 cho đến 32. Vậy cuối cùng là nó tối đa là nó bằng 32 mà, y đấy, phải không? Y nhỏ đó. Như vậy là ta sẽ tính hai cái đoạn tích phân 1, 2 cho đến 2, 32. Thế cái nhánh này là cái nhánh từ 0 cho đến 2. Và cái nhánh này là nhánh từ 2 cho đến 32. Hai cái nhánh mình đã có tính toán rồi đó. Và ở đây các em bấm máy thôi, các em bấm máy. Cuối cùng cũng ra đúng kết quả này. Đấy, câu D. Đó. Sang câu E. Câu E thôi. Câu E thì không làm phức tạp hóa nữa. Ta tính thẳng từ Y cho nó dễ nhá. Còn các em về suy nghĩ tính qua biến X thì như thế nào? Ở trên bảng thì tính qua biến Y cho nó đơn giản đi. Nhá. Y lớn hơn 2 thì Y rơi trong khoảng này là hiển nhiên. Vậy ta chỉ lấy tích phân từ 2 cho đến 32 là xong. 2 cho đến 32 là xong. Và cái phần nhánh ở đâu các em? Nhánh dương của x á, tức là cái nhánh mà y lớn hơn 2 đó, y lớn hơn 2 cái nhánh này. Bấm máy ta có 63/65. Cuối cùng là câu S, ta tìm hàm phân phối. Ta tìm hàm phân phối của y. Tìm hàm phân phối của y. Thì tìm hàm phân phối thì ta phải tính từng đoạn các em. Nhá, ta tính từng đoạn. Tìm hàm phân phối. Cái đoạn đầu tiên là x mà nó nhỏ hơn 0 thì fx bằng 0. Đây, tức là x đi từ 0 cho đến 2 ha. X đi từ 0 cho đến 2. X đi từ 0 cho đến 2. Thì f lớn x của ta sẽ là tích phân đi từ 0 cho đến x của gi di. GIDI. Tại y của ta là từ 0 hai đoạn nha em, từ 0 đến 2 và từ 2 cho đến 32. Vậy là ở đây thầy dùng cái biến x luôn để cho cái phần tính toán mình đã quen. Như vậy là x đi từ 0 cho đến 2 thì cái hàm f lớn x của ta, nhớ hai cái này bằng nhau về mặt hình thức. Thấy không? GDI, lấy tích phân lên thôi, lấy tích phân lên. Cái này thì không bấm máy được rồi phải không các em? Cái này bắt buộc ta phải lấy nguyên hàm. Nguyên hàm này cũng đơn giản đúng không? Và ta lấy nguyên hàm xong ta thấy cận từ 0 cho đến x vào thì ra được cái hàm như vậy. Ta tiếp tục nhá. Tương tự trong cái đoạn x lớn hơn 2 mà nhỏ hơn 32 thì ta cũng lấy tích phân. Ta cũng lấy tích phân của cái nhánh đi từ 2 cho đến 32 ra, ta được cái hàm như vậy.
Em ghi lại đi, em ghi lại về các em kiểm chứng nhé. Riêng cái phần này thì em phải lấy nguyên hàm thôi, phải lấy nguyên hàm đó. Sau khi ta có hai nhánh này rồi, ta có thể tập vẽ dùng bất kỳ phần mềm nào để ta vẽ đồ thị, phải không? À, ta vẽ đồ thị đây, và hiển nhiên là x mà lớn hơn 32 thì fx bằng 1 rồi, nên là theo định nghĩa của hàm phân phối. Vậy thầy vẽ cái hàm nè, từ 0 cho đến 2 nè. Hàm này tại vì thầy vẽ cái đoạn này nó hơi lớn, đoạn hơi lớn cho nên cái đoạn này nó lại bé lại. À, nhưng mà nó vẫn liên tục em. Hàm như vậy, hàm như vậy nó vẫn liên tục tại cái điểm gì? X bằng 2. X bằng 2 đó các em, từ 2 đây nè, ở đây. Hàm này vẫn liên tục nhé. Mặc dù mình thấy là nó có cái góc cạnh ở ngay cái điểm này, nhưng mà thực chất nó vẫn là hàm liên tục, thế vào nó vẫn bằng. Đấy. Ở đây thì có thể các em có thể dùng Excel thì vẽ cái hàm này nó hơi khó, tại vì hàm liên tục thì Excel làm không được, Excel làm hàm rời rạc. Ở đây ta có thể dùng Mapbo, MATLAB để ta vẽ cái hàm này. Đấy. Và khi lớn hơn 32 thì nó bằng 1. Đấy, bằng 1. Bài này hơi phức tạp và khó, đúng không các em? Nhưng các em ghi lại thì nghĩ là thầy lý giải ở trên bảng thì các em cũng rõ, các em cũng sáng được, phải không? Và đến đây thầy chấm dứt cái bài này nhá, chấm dứt cái thí dụ này nhá. Thầy nhắc lại đây là cái hàm gãy khúc tại cái điểm x bằng 2 này nhá. Các em về các em vẽ lại nhưng vẫn liên tục, gãy khúc thôi nhưng vẫn liên tục tại x bằng 2. Giờ ta qua một cái ví dụ. Ví dụ này là ví dụ có tính chất thống kê. Và các em nhìn cái biểu đồ thống kê để các em hình dung ra những cái hàm mật độ như thế nào. Một quan sát cho thấy cái số liệu về phút tham quan phòng tranh của 400 du khách. Đây là cái số liệu thực tế của một cái tour du lịch. Người ta muốn trong cái tour cho du khách đi tham quan những cái phòng tranh. Phòng tranh thì người ta có thể để những cái bức tranh nổi tiếng thì cho khách du lịch tham quan. Thì cái công ty du lịch muốn là feedback lại, tức là điều tra để tìm nguyên nhân có nên để cái phòng tranh này hay không, hay nên phát triển thêm để cho khách hàng, các khách đi du lịch người ta tham khảo nhiều hơn. Có thể là nhiều tour, tour này thì không thích, tour kia thì lại thích, khách lại thích, ví dụ như vậy. Thì một trong những cái cách ra ngoài đời mà em sẽ thấy, thường người ta sẽ lấy những cái điều tra số liệu, người ta phỏng vấn hoặc người ta ghi chép như thế nào đấy để người ta lấy tất cả các feedback đó về, người ta phân tích cái dữ liệu để người ta có nên phát triển thêm, nên phô trương thêm cái phòng tranh này hoặc là nên dẹp đi. Thì du khách mà không quan tâm lắm thì có thể ta dẹp đi, ta thế bằng một cái mô hình khác, ví dụ như vậy. Thì những cái kiểu làm như vậy thì ở thống kê người ta làm hầu như là như thế nhé. Ở đây ta đang học về xác suất, còn phần thống kê ta sẽ học sau. Thì ứng dụng phần thống kê là ứng dụng xác suất để tính toán về phần thống kê rất nhiều. Đây cụ thể là một cái hàm như vậy. Tất nhiên ở đây thầy chỉ làm một cách hình thức thôi, mấy em cũng chẳng cần ghi làm gì nhá. Phòng tranh đây là có 400 du khách, thì cái bảng của nó thầy lấy cái dữ liệu, lấy dữ liệu này trên mạng đấy, dữ liệu trên mạng thì 400 du khách của một cái công ty lữ hành. À, đây 400, 20 nhân 20 là 400. Bây giờ thầy sẽ vẽ, tức là cái hình này nè. Hình này là 400 du khách, đây là cái số phút tham quan đó. Ví dụ có khách đầu tiên là 113 phút. À, nghe ông này ông quan tâm đến phòng tranh này. Người thứ hai có 49 phút thôi. Người thứ ba 62 phút, người thứ tư 44 phút, vân 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 vân. Đấy. Thì
Khi điều tra thì ta cứ điều tra một cách máy móc. Sau đó về ta gõ vào máy để ta in ra được cái bảng này. Nhưng cái bảng này nhìn như vậy nó không cho ta thấy một cái analysis về cái bảng số liệu này, tức là ta không thấy rõ được cái bảng này nó là cái hồn của nó là cái gì. Số liệu nó quá nhiều, 400 số. Thì giờ ta sẽ phân tích cái bảng số liệu này bằng cái một cái phân tích thành bằng hình vẽ để ta nhìn rõ hơn. Thì thầy sẽ giới thiệu các em về cái phần này là histogram, một cái biểu đồ histogram trong Excel thường người ta thường dùng. Histogram, histogram này là tiếng Anh, his his này nó có nghĩa giống như là history phải không, lịch sử, tức là nhìn cả cái quá trình, nhìn cả cái quá trình của cái bảng dữ liệu này. Thì ở đây ta sẽ thấy là thầy sẽ chia ra từ 0 cho đến 25 phút đó, thì cái số người đây ít lắm phải không. Số người đây, ở đây mình nhìn tổng thể thôi, mình không biết là có bao nhiêu người nhưng mà ít, rất ít. Nhưng mà từ 25 cho đến 40 đó, 25 cho đến 40 này nè, 40 này thì có hơn trăm người ra, hơn trăm người, trăm 400 người. Từ 40 cho đến 55 này nè các em, 55 phút này nè. Nhiều à, nó đỉnh cao nhất đấy. Và từ 55 cho đến 70 đây ít đi, và từ 70 cho đến 85 ít dần, ít dần, ít dần. Và từ 115 cho đến 130 thì đâu có một vài người đấy đúng không. Hồi đấy người đầu tiên là vô là tham quan là ở cái phần này này. Như vậy mình chỉ cần nhìn cái hình này thôi thì cái ông giám đốc ông sẽ thấy là như vậy cái tour du lịch này nè, cái xe dừng tại cái phòng tranh này đó nên dừng trong khoảng một tiếng đồng hồ thôi, không hơn, tức là 55 phút đây nè, nên dừng khoảng tiếng đồng hồ, không nên dừng nhiều hơn. Tại vì cái số tối đa của cái người ta quan tâm là ở 55 phút này nè, nhiều hơn là nhiều nhất là ở 55 phút này nè. Nhiều nhất tức là cái số người nhiều nhất, số người nhiều nhất tức là nó khoảng đâu mình không biết cụ thể, người ta chỉ cho cái hình, nó chỉ cho ta từ 0 100 cho đến 200 à, có 200 người mà các em đúng không. Thì với cái ông giám đốc thì ông chỉ quan tâm đến cái khoảng dừng xe tại phòng tranh này khoảng 60 phút là cùng. Nếu mà ông quan tâm hơn một tí xíu nữa thì là thôi cho đến 70 phút thôi thì đi, không nên dừng lâu. Còn một số ít khách hàng mà quan tâm nhiều là đó là những cái số ít khách hàng, và cái tour du lịch phục vụ cho đám đông, phục vụ hầu hết cho đám đông, cho nên người ta muốn lấy cái dữ liệu đại đa số là cái gì để người ta phục vụ cho cái thành phần đông, còn cái thành phần thiểu số thì thôi. Đó là cái cách phục vụ, cái cách phục vụ khách hàng là như vậy. Người ta sẽ feedback lại, ta điều tra để người ta đưa ra một cái bảng dữ liệu, và từ đó người ta trong cái bài học này thì cái ông giám đốc sẽ điều hành, ông sẽ nói là thôi dừng dừng khách du lịch dừng ở cái phòng tranh này là tối đa là 70 phút thôi, và bắt đầu lên xe chạy tiếp cho cái tour, trong cái hành trình tour đó không nên dừng lâu, dừng lâu chỉ có một số ít khách hàng đấy, ý là như vậy. Giờ để làm cái histogram này đó, thầy có thể biểu diễn cho các em qua một tí bằng Excel nhá. Đây cái phần 400 này nè các em, 400 cái dữ liệu là thầy load nó bằng một cái cột đây, cột này là cột 400 dữ liệu đây. Đó, 400 timer của ta đó, timer của ta, time là cái gì, số phút đó mà. Đó. Có một điều là như vậy là Excel thì nó lại không làm được cái bảng to, cái bảng nhiều, bảng hai chiều như là bên bên PowerPoint thì display đây, không làm được hai chiều, nó chỉ làm được một chiều thôi, nó làm được một chiều thôi nhé. Cho nên ở cái chiều này, cái cột A này nè, thì load 400 cái dữ liệu đó vào. Bây giờ thầy vẽ bằng histogram cái cột này nhá. Đây đây, tool nè.
data analysis nè nha, vào cái phần histogram các em, phần histogram đâu đây, click xuống dưới, em thấy phần histogram đây không, histogram rồi thì ok nhá. Ok, giờ nó kêu khai báo cái gì đây, khai báo input rand, input rand của mình là cái cột dữ liệu đây, là cái cột type đây đúng không, cột type đó. Như vậy là ta lấy từ A1 cho đến A401 kể cả cái label của nó, và bin rand để nhớ, bin rand thì giải thích bin rand là gì, bin rand là mình phải khai báo cái bin á, cái bin là có nghĩa là cái khoảng phút để cho cái histogram này nó đẩy cái số phút vào từng cái khoảng đây. Cái bin của thầy là thầy làm trước đây, từ 25, 40, 55 ha. Đó. Rồi, ở đây thầy cho sạc abus. Phải không? Mà thầy cho ra đây đi. Ra ngay cái e này đi. Sạc abus label rồi. E nhá. Đây làm đủ chưa? E nè, rồi đúng rồi. Sạc output nè. Thầy cho output chứ. Output thầy cho E nhá. Cho E. Thầy enter nè, ok nè. Đó. Thì cái hình của ta nó chính là cái hình này. Để thầy click vào đây. Format data. Thầy bỏ cái phần ghép width này đi thì cho bằng 0 nhá. Và để thầy bỏ cái này đi để cho phóng lớn cái hình ra. Đó. Và ở bên đây nó có cái phần more các em, more là bằng 0 ta không cần. More là nó lớn hơn bằng 0 ta không cần. Vậy ta bỏ cái phần more này đi. Ở phần series ta lấy đến 11 thôi, thay vì lấy 12. Ta lấy 11 và ta ok. Đó, như vậy cái hình các em thấy không, nó giống như là đấy, thì cái này nó cho ta dữ liệu rõ hơn cái phần mà display của thầy từ 0, 50, 100, 150, 200 đấy. Thì nhìn vào cái này thì ta sẽ thấy được cái bảng có hồn của cái bảng dữ liệu này. Thầy sẽ dừng ở đây để thầy tiếp tục ở những cái bài sau. Thầy mong các em theo dõi. Cảm ơn các em đã theo dõi bài giảng của thầy. Hẹn các em.